Hôm nay nông dân xin gửi lời chào tới các bạn. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn về lý do tại sao con cá bóp nó thường bị chết đột ngột. Sau đây mình sẽ giải thích cho các bạn nghe. Nó nhiều vấn đề nha các bạn. Thứ nhất đó là bị nước ngọt. Thứ hai á là bị sơ lửa. Thứ ba là bị nước động yếu oxy. Các bạn nuôi cái lồng chính giữa để lâu cái đấy quá nó còn bị dẫn đến là yếu oxy. Là sau đây mình sẽ nói cho các bạn nghe những điều mà các bạn nào mà dính trong trường hợp nào là các bạn cứ bình luận phần bên dưới để mình giải đáp cho các bạn nha. Cái nước ngọt là ví dụ như là một năm là ở trên sông suối á, là người ta xả rác xả đồ hay là hoặc là lúa ruộng đồ là người ta xịt thuốc đồ trên bờ. Rồi tới khi mà bị nước mưa nhiều quá bắt đầu nó chảy xuống sông suối, nó ra cái biển, nó ra về biển trúng cái luồng nước của các bạn nuôi trồng là dẫn đến cũng có thể cá chết. Đó là một nguyên do là bị nước ngọt, chứ không phải là nước ngọt cá chết, mà nước ngọt là nước đó là nó bị xấu từ trên bờ nó thải xuống tới biển mình bị ảnh hưởng. Đó là một cái nguyên do. Cái nguyên do thứ hai, lòng các bạn bị con sứa lửa. Cái con sứa lửa nó nhỏ như là cái bông xài cho các bạn, nó đu trong cái rọ như vậy này, nó đu trong cái rọ. Thì con cá trong lòng của các bạn mà nó bị đốm trắng là đó là lòng các bạn bị sứa lửa. Đó là nguyên do thứ hai cũng dẫn đến cá chết. Nguyên nhân thứ ba là ví dụ như là các bạn nuôi mực độ lòng bì ở đó nó rất là dày, là con cá bóp này nuôi trong một vụ là nó sẽ bị ô nhiễm cái đấy, là bắt đầu là con cá nó cũng dẫn đến yếu ăn nó chết. Thì các bạn nên dắt đi, nếu mà con cá bị ô nhiễm thì các bạn dắt cái bì đi lệch một xíu để cho nó tạo được cái nguồn đáy oxy tốt trở lại, là con cá nó sẽ hồi phục đó. Mà con cá mà hiện tượng bỏ ăn á, là mình hướng dẫn những cái clip trước rồi nha. Trước tiên là con cá, các bạn tắm, các bạn cầm con cá lên là con cá nó bị nhám trên lưng, hoặc là cái mang con cá nó bị trắng, hay là dưới bụng con cá nó sẽ bị đỏ. Đó là cái nguyên nhân con cá nó bỏ ăn. Thì bây giờ là mình chia sẻ cái clip này lên cho các bạn, là các bạn nào nằm trong cái trường hợp mà cá sao tự nhiên chết là các bạn cứ bình luận phần bên dưới. Ví dụ như cái dùng các bạn không có nước ngọt tự nhiên chết, chết lý do tại sao thì các bạn bình luận đầy đủ bên dưới cho mình sẽ giải đáp cho các bạn. Những trường hợp nào mà thắc mắc thì các bạn cứ bình luận qua cho nông dân sẽ giải đáp cho các bạn nha các bạn. Tại thành ra nhiều lúc các bạn mà bình luận cho mình, ủa tại sao cá của em nó chết như thế này mà các bạn không biết lý do tại sao, thì mình quay những cái clip này lên mình tâm sự cho các bạn, là mình giải thích cái vùng đó là tự nhiên cá chết. Ví dụ như là bữa nay nước nó đang xuống là mình biết là cá chết về bị nước ngọt, hoặc là nước nó không xuống mà tự nhiên nó chết á, là một là bị yếu oxy, hai là dùng nước nó bị ô nhiễm đấy. Rồi là các bạn sẽ có biện pháp xử lý. Hơn nữa là ví dụ không có một cái trường hợp nào mà cá bị đốm trắng tự nhiên nó chết, đó là lòng bè các bạn bị sứa lửa, nó nằm ở trong cái lòng bè, mà cái con sứa lửa nó rất là cực kỳ độc. Nó nhỏ thôi các bạn ơi, nó như là một cái bông xoài đó, mà lại là nó rất cực kỳ độc. Nó dính vô trong cái chân lông của mình là nó sẽ bị lột da liền. Các bạn không để ý những cái con sứa lửa đó đâu, nó rất là nhỏ, nó nằm ở dọc theo cái lưới, mà lưới mà các bạn mà tắm sạch nó quẩn đập đóng, chứ không phải bạn nói ủa cái lòng của tôi mới tắm bơm qua tại sao bữa nay nó cũng bị. Cái con sứa lửa này là mình kéo cái lòng dơ lên nó sẽ chạy qua lòng sạch nha các bạn. Mình lưu ý, mình hướng dẫn. Ví dụ như các bạn mà nào mà bị lòng có sứa lửa thì mình hướng dẫn cho các bạn xử lý về con sứa lửa. Ví dụ như các bạn nói về cái lòng bị nước ngọt xuống, nó bị ô nhiễm nước như thế nào, mình cũng hướng dẫn cho các bạn. Hoặc là ví dụ như cái lòng nó không có bị gì, hai trường hợp đó mà nó bị về trường hợp tự nhiên nó yếu ăn rồi dẫn đến cái chết, là cái lòng bè của các bạn mực độ nó bị ô nhiễm chật đấy, hay là các bạn nuôi lâu là cái đấy của nó sẽ thức ăn nó thải xuống lâu ngày dưới đó nó không có còn oxy để nó thở, thì nó ảnh hưởng đến cái con cá, nó cũng dẫn đến yếu ăn nó chết. Thành ra là cái trường hợp cá chết thì nó nhiều trường hợp, thì các bạn muốn biết cái trường hợp nào là các bạn phải nói rõ cho nông dân để nông dân giải thích cho các bạn nha. Rồi nông dân tới đây kết thúc rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn lần sau. Nếu các bạn nào yêu thích cho nông dân một like, rồi nhớ đăng ký kênh, bấm chuông cho nông dân. Rồi nông dân xin chào.